Nếu như ai đam mê laptop Sony thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một trong những mẫu laptop rất đẹp từ hãng Sony, đó là dòng MBCZ có mặt tại Laptop Shanghai tại số 617. Hôm nay tôi sẽ rất hân hạnh giới thiệu với chúng ta một laptop Sony Vaio rất đẹp và đáng được tham khảo. Đây là chiếc laptop Sony Vaio, có thể gọi là tuyệt đẹp từ hãng. Dòng PC này được xuất tay từ hãng Sony từ Nhật Bản về, nên chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy một số phím Nhật trùng chung với lại phím ABC. Máy tính này được đánh giá là mỏng, rất mỏng. Chúng ta có thể nhìn thấy độ mỏng của mặt màn hình, siêu mỏng. Rất là wide, với thiết kế 13.3 inch, máy đặt đầu tư chữ MD. Đây là một chiếc laptop Core i7, cái dòng đặc biệt để sách tay. Chúng ta cùng tham khảo kỹ hơn về máy một xíu nào. Máy có màn hình camera rất là tiêu chuẩn 4D. Về hợp chất thì bộ khung máy được thiết kế bằng khung hợp kim, được kết hợp với là một số chất liệu để cho cảm giác cái máy có cái độ mịn màng và độ sạch khi chúng ta sử dụng. Mặt hông trái một khe tản nhiệt, cổng VGA. Đây là móc khóa bảo vệ máy. Mặt trước của máy thì gồm có đèn, hai đèn báo CPU, đèn báo pin và một đèn báo wireless. Ở đây có hai cổng thẻ nhớ, là một thẻ nhớ SD và một thẻ nhớ chuẩn khác. Mặt không phải thì gồm có cổng LAN, headphone, HDMI, hai cổng USB và sạc nguồn. Đèn báo trên đây là một đèn, là đèn báo nút power. Công tắc wifi nằm trực tiếp bên trên bàn phím. Và đây là các cái đèn để báo hiệu. Các đèn này có thể cảm ứng được, đây là điều rất là hay. Cái máy này được đánh giá là một trong những máy hỗ trợ về để chúng ta có thể lên online rất là nhanh, nên là chúng ta có thể thấy rằng khi chúng ta ấn vào một cái đây, ấn vào một cái nút trên website sẽ hiện ra một cái tab mới khi chúng ta tìm một cái món nào đó. Với giá dao động từ 8 triệu đến 9 triệu, đây là chiếc laptop Core i7 đáng được quan tâm 2018 này. Với độ bền của Sony, chúng ta có thể an tâm về chất lượng, chúng ta không cần phải bàn. Chúng ta có thể gặp lại tí xíu để xem độ mỏng của máy. Phải nói rằng với độ mỏng thế này thì rất là hài lòng. Tôi có thể cầm trên tay chiếc máy này, rất là nhẹ và gọn. Tôi có cảm giác như máy này tôi tính trong 1kg, 1.2kg, rất là siêu nhẹ, rất là nhẹ và màn hình rất là mỏng. Điều này cũng khá là nó có ưu điểm và khuyết điểm. Nếu như khuyết điểm nó là quá mỏng, cho nên chúng ta khi di chuyển cũng hết sức thận trọng vì máy này nó quá mỏng, như thế nó dễ vỡ màn hình, nên nó không thích hợp với những bạn nào mà mang đi mang tới thường xuyên mà bỏ chung với những nhiều đồ vật. Máy này chúng ta nên trân trọng một xíu, là nâng niu nên máy nó sẽ rất là đẹp và bền cao. Với màn hình này thì tôi nghĩ nó sẽ đáp ứng được cho các bạn nào đam mê phim ảnh nè, sẽ rất là thích thú khi sử dụng cái màn hình HD này. Ở dòng máy Sony chúng tôi có số lượng rất là giới hạn vì đây là những sản phẩm sách tay, đặc biệt là khi đi kèm với máy thông thường chúng tôi có sản chính hãng để đảm bảo được rằng máy được nhập khẩu chính ngạch và đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí về độ bền. Dù rằng những loại sạc chính hãng như này rất là cao, giá 700.000 một cục sạc, nhưng chúng tôi luôn luôn cho các bạn khi các bạn mua hàng để đảm bảo rằng máy chúng ta phải luôn luôn được đầu tiên 100%. Các bạn có thể tham khảo máy này tại shop tại số 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, gần với ngã tư Ngô Quyền 3 tháng 2. Mà các bạn có thể mua trực tiếp tại website của chúng tôi, đó là laptopsoptimeshop.com. Khi mua hàng các bạn có thể mua trả góp nè, mua trực tiếp tiền mặt nè,
thanh toán bằng thẻ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả các bạn khi các bạn gọi hay hotline chúng tôi là 090-3344-188 và 0908-11524. Với hơn 200 mẫu sản phẩm từ tất cả các thương hiệu như Lenovo, Dell, HP, Acer, Asus, Sony, Panasonic, Toshiba và rất là nhiều mẫu thương hiệu khác đang có mặt tại shop chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn điện một laptop miễn phí vừa túi tiền chỉ mức giá từ 3 triệu đồng trở lên. Với đầy đủ những thương hiệu hàng đầu trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhanh để chúng ta có được một cái laptop bền nhất thế giới hiện nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.